bây giờ mình sẽ tìm những cái đùm vui vẻ. Ồ, này trái vui vẻ nè. Lật lên. Ú. Người đẹp đây hái cả mũ vui vẻ các bạn. Ú. Mắt tinh thế. Hết rừng vui vẻ luôn rồi các bạn. Vui vẻ nè. Tâm đi giật trốn mà. Thôi giờ các bạn thấy vui vẻ không? Wow. Quá trời luôn nè. Ồ đi. Đi mấy chục năm rồi. Bữa nay mấy cái giúp em bự nè. Mình thấy lại trái vui vẻ nè. Hơn 20 năm rồi. Tính ra là mấy cái bụi hàng rào của mình cũng có cái loại cây này mà không biết đâu. Sao ra mấy cây này mà không có lá hái ăn. Anh nói anh không biết vui vẻ này, anh không chịu. Mấy cái trâu trong này ngồi. Đợi hộp vui vẻ. Anh nuốt một hộp vui vẻ đâu. Đâu, không sao, không một cái cây cho đồng mộng nha coi. Không sao. Chiếc này nó trình chiếm lắm không bao giờ. Chiếc này đang bò bò không, nha, nuốt hộp. Không sao hả? Em biết. Các bạn thấy không? Nhớ ăn mình này nhiều hơn, chiếc này đang mình không. Quá trời luôn nè. Rồi ai muốn quay về tuổi thơ thì cùng ăn vui vẻ với tua, mình nha. Với tua, tua gì? Tua... Ăn được đâu ăn. Tua cường quán hả? Quay lại tua cường quán.